À, xin chào toàn thể quý anh em người nhân nhé. À, hôm nay cũng như đã hứa thì Hiệp sẽ làm cái clip hướng dẫn cho anh em chăm lông bằng hạt đậm đặc, làm thế nào để chăm được cái bộ lông thật đẹp, thật bóng mượt và đặc biệt là phải được như ngoài chim ngoài thiên nhiên. Đó là cái đầu tiên, là một cái người nhân chơi chim ai cũng muốn được cái điều đó, nhưng mà mỗi người sẽ có một cách chăm và mỗi hạt cám sẽ có một cái công thức riêng, nên là không ai giống ai được. Thì bây giờ Hiệp là người sản xuất ra cám Hiệp Đồng Nai và sản xuất ra cái sản phẩm hạt dinh dưỡng này, thì Hiệp sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao để chăm được cái bộ lông đẹp bóng mượt đít đỏ nhưng mà tự nhiên nha anh em. Để mình giới thiệu sơ qua cái hạt dinh dưỡng này cho anh em hiểu rõ hơn về cái hạt dinh dưỡng này là như thế nào. Đây là cái sản phẩm mà ở đây hơi nắng anh em. Đây là cái hạt sản phẩm hạt dinh dưỡng đậm đặc. Đây anh em có thể thấy được cái trên này nó có ghi tất cả. Trong này là thành phần và đây là hướng dẫn sử dụng, rồi cách sử dụng như thế nào để hiệu quả thì trên này nó cũng có nha. Nhưng mà đối với cái phương pháp chăm hôm nay là mình hướng dẫn cho anh em là phương pháp và chăm lông. Thì hạt dinh dưỡng đậm đặc này nhiều anh em cứ nghĩ từ đậm đặc này có nghĩa là lượng đạm cao là nóng này rồi, thì mình hướng dẫn sẽ giải thích cho anh em luôn. Hạt dinh dưỡng đậm đặc có nghĩa là trong cái thành phần cám này hàm đạm rất là cao, lượng đạm cao nha, lượng đạm cao nhưng mà không dùng chất kích thích, ví dụ như là ớt úc là sẽ không có trong này, tất cả là không có trong này, không có một thành phần nào kích thích trong này cả. Mà cái hay nhất của cái sản phẩm này là cái men đó nó sẽ giúp con chim của anh em người nhân tiêu hóa được hết cái lượng đạm mà con chim ăn cái đậm đặc này vào, và khi mà nó ăn tiêu hóa được vào thì nó sẽ thay lông rất là đủ cái dưỡng chất, thì lông rất là đẹp. Thứ hai nữa là con chim vào lửa rất là nhanh và tốt. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm chăm được lông nên là không bao giờ nóng được nha anh em. Chăm cái sản phẩm này là theo mình cảm nhận thì nó là sản phẩm nó còn cao cấp hơn New rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao để chăm được bộ lông đít đỏ đẹp. Anh em chỉ cần làm theo mình, cái gì mình đi qua rồi, mình đã thành công rồi mình mới dám chỉ cho anh em. Còn nếu như mà mình làm rồi mà mình chỉ cho anh em mà chỉ tầm bậy thì anh bảo mình bốc phét. Mình là người thực việc thực, những cái gì mình nói là có nha anh em. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chia sẻ cho anh em cái cách chăm làm sao và để cho nó hiệu quả. Thì đối với những cái con chim mà nó rớt lông mà chầm như này thì anh em cái chế độ muối tươi thì anh em lưu ý giúp mình. Đối với những cái con chim rất chầm như này thì anh em bớt muối tươi lại nha. Nói chung là anh em bớt muối tươi lại trong cái giai đoạn rớt lông này. Còn đối với những cái con chim mà rớt lông ồ ạt như này thì anh em buộc phải sử dụng tới muối tươi để cho cái dinh dưỡng nó được phong phú hơn trong cái quá trình thay lông. Như con này thì anh em cũng có thể giảm nha, ví dụ như 2 ngày anh em có thể cho được một lần muối tươi đấy. Và đối với một hạng cám thì anh em biết là người ta sẽ có một cái công thức riêng, một lối đi riêng và một cái phương pháp chăm chim cũng riêng. Và với Hiệp hôm nay cũng vậy, Hiệp hôm nay đi theo một con đường riêng của mình và không có đi theo hay là ná gì cũng một hạng nào cả. Mình luôn đi một con đường riêng của mình và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em phương pháp chăm. Thì như anh em đã biết, đối với con chim ngoài thiên nhiên ấy thì nó sẽ từ cân bằng được cái lượng dinh dưỡng trong cơ thể của nó bằng việc là nó đi ăn ngoài thiên nhiên. Nó có thể ăn, ví dụ như nó ăn được cái này, ăn cái kia, ăn tầm lum hết để làm sao cái lượng dinh dưỡng nó vào trong cơ thể nó đầy đủ, thì cái sắc tố của chim rất là đẹp và lông của nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà khi con chim mình nuôi trong lòng như này, mình cho ăn cái gì nó sẽ ăn cái đó và nó không có thể đi ra đi vô ngoài thiên nhiên được. Và anh em cho nó không ăn thì nó chết, mà không buộc nó phải ăn đó. Thì vì sao mà nhiều anh em chăm đít không đỏ thì hôm nay mình hướng dẫn cho anh em làm theo thôi. Anh em nhớ, anh em chăm làm sao để cho cái con chim của anh em trong một ngày nhé, trong một ngày, ý là mình nói được trong một ngày dinh dưỡng thực phẩm trong một ngày của con chim, thì anh em chăm làm sao để cho cái lượng cám mà con chim ăn. Đây là mình đang hướng dẫn anh em chăm lông bằng sản phẩm Hiệp Đồng Nai nhá, chứ không phải mình không phải là chia sẻ cho anh em hàng khác. Hàng khác thì phải hỏi là cái ông chủ sản xuất đó, người ta hướng dẫn cho em. Còn đây là mình hướng dẫn cho anh em sử dụng cám Hiệp Đồng Nai. Thì khi anh em chăm làm sao để cho cái lượng cám con chim bên em ăn vào thật nhiều và kèm được mùi tươi. Anh em lưu ý, ăn cám nhiều mà kèm được mùi tươi, đồ tươi ở đây là gì? Là hoa quả. Hoa quả nha, mình không nhất thiết phải hoa quả màu đỏ, nhưng mà anh em cứ hoa quả nào cũng được. Đối với mình đây thì chẳng có màu đỏ đấy gì cả. Mình tí là mình sẽ nói hoa quả cho anh em sau. Thì anh em lưu ý giúp mình, con chim thay lông anh em làm sao để cho nó ăn được lượng cám nhiều mà kèm được hoa quả trong một ngày, chứ không phải là ngày này cho ăn hoa quả, ngày mai ăn cám không, ngày mốt ăn cám không, ngày kia hoa quả. Anh em chăm như vậy thì cái lượng dinh dưỡng nó vào nó hấp thụ hàng ngày không có đều nhau nha. Thì
thành phần tạo sắc tố chủ yếu nằm trong cám này, thành phần tạo sắc tố chủ yếu nằm trong cám này, và hoa quả kết hợp với cái cám này nó sẽ tạo được cái thành phần sắc tố tuyệt đối và đẹp nhất đó. Nên là khi mà anh em chăm thì anh em nhớ lúc giúp mình thì làm sao mà con chim ăn được hoa quả nhiều, cám nhiều hoa quả ít. Đó là lý do tại vì sao mình cho chim đây thì một lần một mẫu hoa quả nó chỉ to bằng cái đầu ngón tay và to hơn chút xíu thôi, thì đến từ sáng đến trưa con chim nó sẽ ăn hết được cái hoa quả đó rồi và nó sẽ quay qua ăn cám. Như vậy thì lượng cám và lượng hoa quả sẽ được cân đối, như vậy thì thay lông đít rất là đẹp. Và đối với những cái trường hợp mà thay lông như thế này thì anh em lưu ý giúp mình, anh em hạn chế đụng chạm vào lông để cái quá trình rất lông xuân sẻ và trơn tru hơn, và hạn chế vệ sinh lông. Cái này là một cái phương pháp, một cái mèo nhá, để cho chim nó sẽ rất lông dân chứ không phải là cái gì cả. Và nhiều anh em lưu ý giúp mình, con chim thay lông phải được tắm. Nếu như con chim anh em thay lông không tắm, quá trình rất lông nó cũng sẽ chậm. Tại vì khi mà nó tắm thì nó sẽ giải tỏa được cái thứ nhất là nó được vệ sinh lông sạch sẽ, thứ hai là nó mát mẻ, con chim nó rất lông nhân, thứ ba nữa là nó cân bằng được cái thân nhiệt của nó rất là tốt trong quá trình tắm. Và anh em để ý giúp mình thì khi mà con chồng ào thay lông như thế này, anh em hạn chế cho mình là thứ nhất là đổi lông này, thứ hai là thay đổi vị trí treo lông, thứ ba nữa là đem ra phơi nắng, và thứ tư là kè đấu nhóc. Thấy chim mà ví dụ như đang rớt như này mà nó có đứng lông 10 ngày 20 ngày thì bình thường cứ kéo lông lại chăm bình thường, đừng có thay đổi gì cả. Đừng có nghĩ là tại sao chim rớt lông rồi nó đứng lông như này, nó đứng lông để nó cân bằng được cái lượng dinh dưỡng, cái thân nhiệt trong cơ thể, và cái quá trình nó rớt lông là nó sẽ rớt từng đợt, nó sẽ chia ra từng cái quá trình rớt lông thì nó chia ra từng đợt nha anh em. Và khi mà cái lớp lông này nó ra thì lớp khác nó sẽ rớt và cái quá trình nó sẽ ok thôi nha anh em. Và anh em lưu ý giúp mình là chế độ tắm rất là quan trọng, anh em nhớ phải tắm, chim phải tắm nha. Có nhiều anh em chim thay lông nó sẽ thay đổi cái thân nhiệt của nó và nó sẽ không tắm, thì anh em làm sao, anh em mua cái bình tưới lan ấy, anh em phun cho nó và phun sương xuống thì để cho nó ướt và nó sẽ rụ rịa thì nó sẽ tắm nhá. Anh em đặt con đó kế một bên cái con là sương tắm thì nó sẽ tắm, nó không tắm nhanh thì từ nó sẽ tắm. Như con chim thay lông buộc phải tắm, không tắm thứ nhất là lông sẽ khô tưa và thứ hai nữa là lông nó không được mướt, không được đẹp và cái quá trình rất lông nó cũng được suôn sẻ và không sạch. Thì anh em lưu ý con chim thay lông phải tắm. Và cái lời dinh dưỡng thì như mình nói thôi, trong cái giai đoạn này mình rất ít sử dụng mồi tơi. Thì khi nào anh em cảm thấy con chim mình mà nó đã rụng lông rất là nhiều thì anh em có thể giảm mồi tươi. Và khi đặc biệt là khi mà con chim anh em mà ra đuôi tầng thì lúc đó anh em cho ăn mồi tươi thoải mái và có thể tắm hàng ngày nha anh em. Còn trong cái quá trình mà rất lông như này thì với mình đang cái giai đoạn rất lông này, mình 3 ngày mình tắm một lần thôi. Đấy, 3 ngày mình tắm một lần. Và mình sẽ tắm xong thì mình bỏ ra ngoài nắng nhẹ nhẹ thôi. Mình không có tầm khoảng 5 phút. Vừa khô lông là kéo lông lại, mình treo đúng vị trí ban đầu của nó liền, thì cái quá trình rớt lông rất là nhanh nha, rớt lông rất là nhanh. Và khi anh em chăm lông bằng hạt dinh dưỡng này thì cũng như là new và tất cả các sản phẩm cá miệng Na thì anh em nhớ lượng dinh dưỡng của nó trong cái giai đoạn rớt lông và sau khi ra lông. Anh em lưu ý giúp mình, khi mà nó rớt lông thì đối với những cái con mà rớt lông chậm thì anh em hạn chế cho ăn mồi tươi. Tại vì khi anh em cho ăn cầu cào vào thì con chim nó sẽ nào, nó sẽ lên lửa, và lên lửa thì quá trình rớt lông nó càng chậm nữa, nên là mình giảm mồi tươi. Còn đối với những con mà rớt lông nhiều thì anh em có thể cho ăn mồi tươi, để nó khi mà rớt lông quá nhiều đi thì cái cơ thì nó bị sẽ yếu thì anh em bổ sung mồi tươi để cho nó khỏe con chim, và khi mà nó ra được cái lông thì cái lượng dinh dưỡng nó phong phú, thì lông nó cũng sẽ đẹp hơn. Và một cái quan trọng nữa mình xin chia sẻ đến anh em trong cái quá trình thay lông, đó là anh em tuyệt đối giúp mình đừng có kè nhé, đừng có kè cho chim đấu rồi xả lửa này nọ là không có đâu. Tại vì khi mà con chim đang thay lông rồi thì anh em để yên cho nó thay lông, và khi mà con chim mà đã có dấu hiệu báo lông, hoặc là anh em nào muốn bộ lông chất lượng nữa thì anh em nên đổi cám trước vào cái mùa lông, thì anh em đổi qua cái cám để anh em mục đích thay lông nó để cho nó đẹp. Và cái quá trình mà con chim thay lông mới báo lông thì anh em có thể đổi cám để cái quá trình đó nó có thời gian hấp thu thì cái lông sẽ đẹp hơn. Còn ví dụ như con chim mà thay lông 50% rồi anh em đổi cám thì không bao giờ đẹp được nữa, tại vì lúc đó cái thời gian mà khoảng thời gian mà để khi mà nó thấm cám thì lông nó ra đủ rồi, và cái lông nào mà nó đã ăn đã rụng từ cám cũ, nó là ra từ cám cũ rồi thì anh em cho ăn cám mới vào nó cũng không thay đổi được cái gì. Đối với những cái con chim mà đã anh em bảo thay lông bằng cám khác rồi, đít bạc rồi, mà anh em bảo ăn cái này vô đít đỏ không thì không bao giờ đỏ được, nó cũng chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu như mà trước đó
mà anh em cho ăn trước khi nó thay lông thì lông nó sẽ rất là đẹp và rất là đỏ, là rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Vì sao mà khi mà xong lông rồi mà anh em cho ăn thì nó sẽ không được đỏ nữa? Tại vì lúc mà anh em khi lúc mà nó đã ra cái lông rồi thì cái phôi tạo cái lông đó là khi anh em đang sử dụng cái nguồn cảm cụ đó thì nó sẽ không ra được cái tách đỏ. Và nhiều anh em chăm thì sao nó cũng đỏ, tại vì anh em cho miếng trái cây quá to, cho miếng trái cây quá to, cho mùi tươi quá nhiều, thương chiếc binh của mình quá, cắm lên 2-3 loài trái cây trong đó rồi cầu cào đồ tùm lum cho nó thì nó sẽ không ăn cám mà sẽ không đỏ. Sắc tố lông ở cám hiệp hôm nay nằm trong hạt cám, anh em lưu ý giúp mình. Thì khi mà anh em ăn được cám nhiều và kèm được hoa quả trong một ngày thì nó sẽ thân lông rất là đẹp nha anh em. Đây là dưa leo nha anh em. Hôm rồi thì mình cho ăn đúc khía, hôm nay mình cho ăn dưa leo. Những cái cây mình cho ăn này không phải là màu đỏ gì hết, để mình chứng minh cho anh em không phải cái cây màu đỏ là tạo ra được sắc tố màu đỏ, mà sắc tố màu đỏ nó sẽ nằm trong cám. Dưa leo thì anh em để ý cho mình, dưa leo thì mình thường thường là mình mua dưa leo của nhà vườn nhá, của những nhà quen ấy, người ta trồng thì mình mua, chứ còn ngoài trời thì mình cũng sợ thuốc thì ăn đấy nguy hiểm cho con chim đấy. Anh em thấy một bầu như này thôi, dưa leo chim ăn là ghê đấy. Một bầu này thì nó cũng chỉ to cái ngón tay mình chút xíu thôi đấy, dưa leo đấy. Mình vác một cái trên này đi đây và cắm vào thì chim nó sẽ ăn. Thì trong một ngày con chim nó từ sáng đến trưa thôi là nó sẽ ăn vừa cám vừa quả dưa leo này, thì nó ăn hết quả dưa leo này và đến chiều nó sẽ ăn cám, thì lông nó rất là đẹp anh em. Như vậy là cho con chim treo vào đúng vị trí của nó thì đến ngày là cho tắm thôi. Còn cái thao tác cho ăn thì anh em nhân một xíu là cắm vô kéo lại, để vậy thì quá trình mình đồng chào một lòng nó sẽ ít hơn, con chim nó sẽ lông xuôi sẻ cho chuốt hơn.